Xin mời. Dạ. Chào cô. Chào cô. Chào chị. Mời cô ngồi. Chương trình rất là vui mừng chào đón cô với lại em tham gia. Dạ, xin mời cô giới thiệu ạ. Chào MC Quỳnh Linh. Dạ. Chào Linh Lộc và chào tất cả quý vị trong khán giả. Tôi xin tự giới thiệu là tôi là Trần Thị Dung, năm nay 63 tuổi. Tôi đã 9 năm làm mẹ chồng và đây là con dâu yêu quý của tôi. Em tên là Trương Huỳnh Thanh Phương, em năm nay 37 tuổi. Hiện tại thì em làm nhân viên văn phòng cho một công ty tập đoàn của Nhật. Và hiện tại là em đang sống ở quận 7. 9 năm là một câu chuyện cũng khá dài ha. Cũng có nhiều gốc quốc đây. Dạ đúng. Cô, công việc của cô hồi xưa làm gì ạ? Lúc đương thời thì tôi làm giáo viên. Dạ. Đây là học trò yêu quý của tôi. Tôi là giáo viên cấp 2, tôi dạy môn sinh vật. Rồi cái ngày mà phát hiện ra cô ấy là con dâu tương lai của mình thì cô nghĩ như sao? Lúc mà con trai tôi về nói mẹ, con làm bạn với Thanh Phương. Thanh Phương thì mẹ ok liền. Bởi vì mẹ đã dạy là 20 năm rồi, cho nên là mẹ hiểu được cái tính nết cũng như được cái nhân cách của cô bé này, cho nên mẹ ok con cứ việc tiến tới. Con không tiến tới được thì mẹ tiến dùm cho. Khi mà em vô cái môi trường cấp 2 á thì lúc đó là năm lớp 6. Em với ông xã là họ là bạn học chung lớp luôn. Ông xã em làm lớp trưởng. Còn em thì thuộc dạng làm quậy ở trong lớp, cho nên là thường xuyên bị lớp trưởng ghi tên trên bảng á. Thì lúc đó là má em không có dạy, nhưng mà má em là giữ khét tiếng của cái trường đó. Lúc nào á má em đi tới đâu á là xách một cái cây dài vậy nè, rồi lê từ phòng giáo viên á mà xuống tới lớp á, là đi tới đâu là học trò nó giạt hết. Thì lúc đó là lớp vắng tiếc, má thấy là cái sao mà cái lớp nữa nó ồn quá thì mới xách cây đi xuống. Má em vô thì nhìn lên bảng thì thấy tên của em á là có 4 lần ghi trên bảng, có nghĩa là nói chuyện mà liên tiếp luôn không ngừng á. Thì má em mới kêu lên nói là con Thanh Phương là con nào. Thế là em mới lên thì má mới nói là cú xuống, bây giờ 4 lần ghi lên bảng là phải đánh 4 cây. Thế là em khóc, cái má em nói là thôi bây giờ là tôi cho mắc nợ nha, bây giờ đi xuống dưới lần sau mà tôi còn thấy nữa là tôi đánh. Thì đó là ấn tượng đầu tiên của em đối với má. Khi về nhà tiếp xúc lại với mẹ chồng nó thì thấy là ở nhà mẹ một tính cách là một con người hoàn toàn khác, em cảm thấy yên tâm không có gì phải sợ. Chắc có lẽ hai người cũng hiểu nhau quá nhiều đúng không? Nên về nhà khi mà làm dâu với làm mẹ chồng thì nó dễ hòa hợp hơn. Mình hợp nhiều không cô? Hợp nhiều, ai cũng dám nói dám làm. Như vậy thì mâu thuẫn nhau cũng từ chỗ này. Thì có những lúc ông xã chị ổng nhậu say nhậu xỉn rồi không có rước chị hay là như thế nào đó thì về giận nhau, thì má lúc nào cũng đứng về phía chị và thậm chí là la và có khi là cũng đánh ông xã. Lúc nào má không binh vực chị hết. Cô đánh con trai luôn á hả? Đánh chứ. Đánh vì đối xử con dâu không tốt hả? Không, không hoàn thành nhiệm vụ trong nhà. Cái hoàn nhiệm vụ là hôm nay vợ không đi xe thì phải lên đón, mà không phải là nó làm gần đâu, nó làm mãi Đồng Nai, mà nó về là cái chỗ nó đó là đâu, ở Bình Thạnh ở đâu gì tôi không có biết ở đâu. Rồi ở nhà say ật ra, mà giờ bỏ vợ như thế thì không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cái đó là phải đánh, tôi đánh đấy. Bái phục. Cái mâu thuẫn cùng chung cái tính mà gây ra mà làm cho tôi bực lắm luôn á. Bực nhất luôn á nha, bực thiệt bực luôn á. Là như thế này, con dâu tôi thì nó năng động, nó thích đi làm việc xã hội lắm. Mùa hè xanh hay là đi từ thiện, các nơi đó nó tích cực lắm. Thì tôi ủng hộ cho nó, mẹ rất ủng hộ con cái việc để con ở nhà cho mẹ trông, đi thoải mái. Nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe. Tôi giận nhất là cái lúc mà có bầu cái thằng bé thứ hai. Lúc đó là nó đi làm cái vụ là trung thu cho những cái bé nghèo. Nó vật vã, nó đi, nó đến mấy cái nhà nó xin đầu tư đó. Con đi ít thôi, con đang có bầu đấy. Mẹ ơi, mấy hôm nay con ra huyết, con phải lên Từ Dũ khám, con có đi khám. Nói thì thế cũng yên tâm. Ngày nào cũng về hỏi con nay sao, cũng vẫn còn ra huyết mẹ. Cái đến ngày thứ ba tôi rình, tôi thấy có cục huyết. Không được rồi, đi ngay lên Từ Dũ cho mẹ, lên tức khắc. Thế nó nói, có gì phải gấp gáp như thế hả mẹ? Bây giờ tối rồi lên nó cũng đâu có làm cái gì đâu, chứ con ngủ ở nhà đi rồi sáng mai con lên.
Không, con cứ lên đó mà ngủ. Dứt khoát tôi bắt đi. Vừa lên đến nơi thì bắt đầu thế nè, con dâu chuẩn bị vào mổ cấp cứu. Cho nên lúc đó là tôi giận lắm. Giận là bởi vì nó cũng mạnh mẽ mà, nó không biết sợ. Vì đến lúc mà nó đến phòng mổ cái là tôi ra cái đài của cái Phật bà trong Tử Vũ tôi giái. Mẹ lo quá, mẹ không biết làm sao bây giờ, tôi cứ quỳ ở đó. Trời thì trời mưa rất to, tôi cứ quỳ ở đó. Tới hôm nay nhân cái dịp này á, là tôi mới nói cho nó nghe đó. À vậy à, không đi lo sức khỏe cho mình mà chờ tới như vậy em. Dạ tại vì lúc đó thì cái chương trình trung thu nó tới rồi. Như là mình chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi đó anh. Thì hơi ráng thêm một ngày nữa cho nó xong. Lúc đó thì tại vì ai cũng lo lắng hết. Thì không có biết là mẹ quỳ ở dưới trời mưa như vậy. Một hình ảnh một người mẹ mà quỳ suốt trời mưa cầu nguyện như vậy. Nhưng mà mẹ em là người Bắc còn em là người Nam, chắc cũng có nhiều cái chuyện mà nó không hợp nhau. Ba nhà em thì miền Nam chính gốc luôn cho nên là nấu ăn ngọt lắm. Thì qua bên nhà má chồng thì má chồng là người Bắc, ăn thì thường lại ăn những cái món luộc. Canh thì cũng không có nêm bột nêm mà chỉ là những cái rau củ quả nó ra chất ngọt thì thêm miếng muối là ăn. Thì lúc mà em qua em nấu cơm thì ba chồng không ăn được. Thì má chồng cũng có nhắc khéo là con bỏ ít đường lại, nhưng mà nhiều khi cũng quen tay. Sống một thời gian thì má chồng cũng quen cái ngọt của em và em cũng quen luôn cái lạc của má chồng. Thì nó hòa nhịp lại với nhau thì em thấy cũng ổn. Cô ơi, ở nhà ai là người nấu ăn chính hả cô hả? Cô là người nấu ăn chính. Cô làm nhiều việc lắm, vừa đi làm nhà nước, vừa làm ô xin, vừa làm bảo mẫu. Mà cháu thì nó nuôi một kiểu của nó, mình nuôi kiểu của mình. Mình thì mình chỉ cần là nó phải ăn cái gì cũng phải là phải no bụng. Còn nó thì nó không có quan niệm như thế. Nó bây giờ chỉ cần ăn đúng thôi, không cần ăn no mẹ ơi. Chồng nó mới nói, bà cho nó ăn cái nó gan cái bụng nó ra, nó không hẹp lại được, nó thành cái thằng bụng phệ luôn á. Thế nó giờ thì mẹ biết rồi, thôi mà con của con cho nó ăn đi. Mẹ thấy con. Nó là giỏi á hả? Đúng rồi, giỏi. Có giờ mà em giận mẹ chồng nó lâu không? À, dạ cũng có. Em thì cái tính em hay thù dai á, cho nên là em hay để bụng nữa. Thì có một lần á, dọn một cái bàn ăn ra thì má em á, là ở nhà có nuôi thêm mấy đứa cháu nữa. Má em lại mời cơm mấy đứa cháu mà không có nói gì tới em hết. Giống như nói thôi tụi bay ăn đi hay là những gì đó, thì má cứ là cho chăm chút cho mấy đứa cháu nhiều hơn. Thì tự nhiên mình cảm thấy mình tủi thân quá trời luôn. Mình nói là tại sao mình lo lắng cho má nhiều như vậy á, mà lên tới bàn ăn mà má không có để ý gì tới mình hết. Cho nên là giận. Vì giận thôi đó hả? Dạ, chuyện rất là nhỏ nhưng mà tại vì do là mình là cái người mà hay để bụng á. Ủa cô, con nghĩ là cô quên hay là cô... Cô cũng không nghĩ là nó buồn như thế. Không, chắc giờ mẹ mới biết. Giờ mới biết đó chứ. Cô cứ nghĩ rằng nó thì bề nào nó cũng còn có chồng nó, còn có cha mẹ. Còn những cái đứa cháu mà nó từ ngoài Bắc vào đây nó ở với cô thì đơn giản là nó chả có ai. Cái tính nết của nó thì cô biết, cô cứ nói là bảo ăn đi cháu. Nếu mà cô mà biết nó vậy thì nói Xuân ăn đi con. Thì chắc là em ấm đúng không? Cô nghĩ rằng nó lớn hơn thế rất là nhiều. Nó hiểu. Thì cái đó chắc không sao đâu. Hèn đâu mà giờ con tôi buồn. Chuyện chút xíu mà giờ mới thấy nó buồn. Thương ghê. Lúc mà chị mới về nhà thì mẹ chị với chị rất là hợp nhau. Sau này có em bé thì thường hay đụng độ về những cái cách dạy á. Có thể là từ lúc đó là hai mẹ con có những cái khoảng cách nhất định. Và từ từ là chị cảm nhận được là có những chuyện mẹ không có chia sẻ với mình nữa. Có những cái dự án mẹ không nói trước với mình. Và mẹ tự ý mẹ làm luôn. Cũng có một công ty đa cấp tới họ mời mẹ làm việc cộng tác viên với mẹ. Thì họ nói họ mời chào dữ lắm. Nó đánh vào cái tâm lý của người lớn tuổi, người ta thích kiếm tiền nhanh á. Thì mình nghe qua là mình đã thấy nó không ổn rồi. Nó dụ mẹ, mẹ sợ mình cản mà. Mẹ không nói. Xui cho cái thằng đó là nó lại gặp chị ở một chỗ khác, rồi nó không nhận ra chị. Thì chị là cái thằng này hôm bữa nó tới nhà mình rồi, mình thử tới mình tìm hiểu riêng nó thử coi sao. Thì tới tìm hiểu thì nó đang nói chuyện với một người khách hàng của nó. Thì nó gặp thì mình nói, em đang bán cái gì vậy, có thể cho chị biết được không? Thì nó ngồi nó nói, nó khui ra nó nói. Mình nghe qua là mình thấy nó đã lường gạt, nó là một cái nhóm lường gạt rồi. Thì mình mới giả bộ mình nói là chị là con dâu của cái cô dùng đó, hôm bữa em tới chơi đó. Thì mẹ chị có mua chưa vậy em? Nó nói là trời ơi, mẹ chị ủng hộ em quá trời rồi mà chị còn lo sợ cái gì nữa. Mẹ chị ủng hộ bao nhiêu rồi? Thì nó nói là dạ hơn 100 triệu rồi chị. Thì lúc đó là chị không, không
ví dụ lung bung lỗ tai rồi, bây giờ mình phải nói với mẹ như thế nào để cho mẹ biết mà dừng lại, mà không dấn sâu vô nữa. Nhờ ông xã ông nói giùm. Thì sau đó thấy im, nghĩ là mẹ ok, mẹ hiểu ra vấn đề rồi. Nhưng mà sau đó nữa thì lại biết là mẹ lại thêm vào đó nữa, thêm mớ nữa, thêm một mớ nữa. Cô chủ yếu là cô chăm sóc sức khỏe cho cô với cho con gái cô nó bệnh tim, chứ cô không, cô chưa tính tới cái lời, cô không có mạng tới cái lời của nó, tôi không có làm ăn. Thực ra trong nhà thì nó, nhà tôi thì nó lại thoải mái này, tiền ai nấy xài, không đụng gì tới ai cả. Ai muốn làm sao thì cứ trong cái khoản của mình mà làm, đừng có để nổ nợ ra gia đình là được, cái đó là dứt khoát, không là không. Giờ này tụi nó cũng bắt chiếc nhỉ, tiền ai nấy xài. Tụi nó khỏe ha. Hai vợ chồng nó mua được cái nhà trong chung cư, à, cũng giúp con này kia cái nợ đi mua được cái nhà trong chung cư. Thì mình nghĩ là mình cũng đối xử tốt với con mình, chắc là nó cũng chưa có ra đâu. Không có, nó được cái nhà rồi, nó hai vợ chồng nó hổ hởi mới chuyến. Trời ơi, nó cong lưng, nó kêu mọi người đến này, chuyến kinh khủng. Không nghĩ gì tới mình nghĩ gì chứ. Cái nó đi rồi xong mình ngồi nghĩ, ôi sao mình buồn dữ. Tự nhiên con cháu mình cái đem đi hết, nó đem đi hết. Nói thằng con trai, ôi giờ mày đem vợ đi thiệt nó đấy hả? Chứ giờ không lẽ rồi vợ con muốn đi rồi làm sao? Tao nuôi mày từ đó giờ mày không nghĩ gì, xong bây giờ vợ mày kêu đi cái mày đi. Vậy chứ bây giờ mẹ muốn con làm sao? Thì mày đi, vợ mày đi. Nói như sao giờ? Cái ngồi buồn, buồn ơi là buồn luôn. Nó nói trời mình cũng thương con dâu. Thực sự là nói là con dâu chứ tôi thương nó như con gái. Nhưng lý do tại sao em không bàn bạc nói chuyện với mẹ chồng trước? Khi mà em có ý định ra riêng là tại ông xã em là con một, cho nên là em nghĩ cuộc đời là sẽ ở nhà đó suốt đời rồi. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì tự nhiên em suy nghĩ là ông xã em phải trưởng thành lên một chút. Ở nhà thì ba má em là do là thương con cho nên là làm hết trơn à. Thì em muốn là bây giờ nếu mà mình tách ra riêng thì ảnh sẽ cảm thấy là ảnh có trách nhiệm hơn. Thì lúc đó là có xuống xin phép ba má. Ba má đồng ý thì em mới đi kiếm nhà. Ba má không có nghĩ là tụi em dọn ra nhanh như vậy. Tất cả là em đã chuẩn bị sẵn hết rồi, nghĩa là em đi coi một số chỗ rồi, là sau đó em mới về em xin phép. Thì khi mà được má đồng ý thì em cũng không ngờ là má đồng ý luôn, tại em nghĩ là má sẽ không có đồng ý. Cái vấn đề đó là không phải ra riêng, không ra riêng. Ra riêng thì ông bà đồng ý là đã hỗ trợ để mua nhà đúng không? Nhưng cái thái độ khi đi ra đó, ra cũng có vui mấy, cũng hơi buồn xíu trời. Sao ba mẹ cũng buồn quá. Mà sao trời ơi, con thiệt con ra là cũng đứt ruột lắm ba mẹ ơi. Cũng phải thấy, quan trọng là thái độ đúng không cô? Đúng vậy. Thấy chưa? Lúc đó em có thấy thái độ mẹ chồng với cha với ba mình buồn không? Em không đi. Vui quá rồi đó. Vui quá. Coi như ra thoát được là mừng lắm á. Coi như chim đủ lông đủ cánh rồi đó. Bây giờ không có cần cái hang bà già nữa đâu. Không, vẫn phải cần. Có cái cần á. Tại vì hai vợ chồng đi làm 8 giờ mới về thì con phải là ông bà thôi. Thì nói chung cái cần này nó cũng không quan trọng lắm. Nó còn nói thế này chứ, con muốn chuyển nó về cái trường gần con, chuyển sát nhà cho nó tự đi bộ. Còn có niềm vui cuối cùng mà chuyển luôn nữa. Nở lòng nào vậy em? Cái đó là ông xã em. À, bây giờ mình tiếp tục mình nghe con trai cô nói cái gì nha. Mẹ lớn tuổi rồi, mẹ đừng có làm lụng nhiều, đừng có suy nghĩ nhiều. Cứ sống vô tư, thoải mái với lại con cháu trong gia đình. Với bà xã thì anh cũng mong muốn em là trong cuộc sống thì có những cái gì đó mà không hài lòng về gia đình, về anh thì hãy chia sẻ, chứ đừng để trong lòng. Khi chia sẻ hết thì mọi chuyện sẽ vượt qua. Tính mẹ rất là hay lo lắng. Mẹ lo những cái đáng và những cái không đáng luôn nữa. Tới giờ cơm á, tới đúng 4 giờ là phải ăn cơm. Mấy đứa con nít mà ở nhà 4 giờ mà chưa ăn là bắt đầu bà nội gào thét lên, là rồi đến 5 giờ là phải tắm. Cứ như vậy, giống như là quân đội vậy đó. Cũng có những lúc mà tụi nó chưa đói chẳng hạn thì má la lên á, thì má cũng sẽ không có được vui. Thì cho nên là em mong muốn là má là bớt lo những cái chuyện vặt đó lại. Còn có một cái điều gì phiền phức mà em cần nói với mẹ má trong ngày hôm nay nữa không? Dạ có một điều á, là làm cho em rất là hối hận á. Mà thật ra là má em bị một căn bệnh rất là nặng, nhưng mà má không nói cho ai nghe hết. Má cứ ấp ủ trong người như vậy, rồi cứ tự đi tìm cái cách để chữa.
Hiện tại bây giờ là má đã hết rồi. Nhưng mà khi má hết rồi má mới nói. Lúc đó là má phát hiện ra một khối u ở trong người. Đi tới bác sĩ người ta kiểm tra thì nói là u ác tính. Thì má biết là cái sức khỏe của má là không thể nào xạ trị được. Cho nên là má cứ cứ đi tìm thuốc nam rồi thuốc bắc rồi này kia má cứ uống. Sau khi chữa khoảng 1-2 năm á, thì kiểm tra lại thì bác sĩ nói là khối u đó hiện tại là nó đã gom lại và không còn phát triển nữa. Thì lúc đó má mới nói má bị như vậy. Thì lúc đó em buồn, ơi là buồn luôn. Em nghĩ là mình thương má như mẹ mình á, mà những lúc như vậy má không có nói với mình. Nếu như mà má có bị cái gì, má chết hay là như thế nào thì đó là em rất lo hơn. Em rất là buồn như vậy cho nên là em mong muốn là sau này má cái gì cũng chia sẻ với con cái. Nếu mà không nói được với em thì cũng có thể nói được với ông xã. Cái bệnh nó rất là đau. Có con cái ở bên cạnh thì má sẽ đỡ phần nào cái đau đớn đó. Những cái chuyện quan trọng gì mà sao cô không chia sẻ với con không trai? Được. Bây giờ tôi nói cho nghe. Bây giờ là cái bệnh ung thư thì làm sao mình chia sẻ với tụi nó. Thứ nhất chỉ để tụi nó lo ra thôi. Chứ tụi nó đâu có chia sẻ được cái gì. Bạn bè tụi nó tại sao bảo nói thì mọi người làm được cái gì. Bởi vì xạ là khó có thể nào mà sống được lắm. Tôi mới hỏi xạ bao nhiêu tia. Nó nói ba mấy tia. Bao nhiêu tiền một tia, 15 triệu một tia. Cái tôi hỏi mấy tia thì chết. Nó nói hên xui. Tùy từng người. Nói chung đây là một người rất là bản lĩnh. Thông qua câu chuyện này thì cô có mong muốn con dâu và con trai của mình làm thay đổi điều gì không cô? Muốn chứ. Dạ. Tôi chỉ mong muốn là hai đứa con hãy thương em như bây giờ mẹ đang ở với các con. Cho đến khi nào mà mãn đời mẹ, các con thương em y chang như vậy. Mẹ không dứt khoát không để các con lo một tí nào. Bởi vì tôi mà ngấp ngáp một cái là tôi đi cái chỗ của tôi rồi. Cô đi đâu vậy? Cô chỉ thích lên một ngôi chùa nào xa thiệt xa cô ở. Chết tại đó luôn. Trời, cô làm gì lỡ ở nhà còn lo co thêm. Con cháu lo nữa cô. Con cháu nó không lo, nó nói vậy cho con cháu buồn. Nó nói buồn thì mẹ chết, đương nhiên cái con buồn rồi. Chết ở đâu cũng buồn. Chết trên tay cái con còn buồn hơn nữa. Thôi, nếu nói chuyện giá chốc đây mệt quá. Cô khỏe lắm ha. Một người cá tính rất là mạnh mẽ. Anh nghĩ rằng là hai vợ chồng cho dù có ở riêng đi nữa thì cũng phải quan tâm, chăm sóc, để ý tới mẹ cha chút xíu ha. Mình hứa gì với mẹ đi. Con với em Út bây giờ là đã rất là yêu thương nhau rồi. Cho nên là má cứ yên tâm. Mọi cái đó là ok rồi. Con không chấp nhận má lên chùa đâu. Rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng những cái ôm chặt đó, những sự chia sẻ từ nãy giờ đó, chúng ta vẫn ghi nhớ. Hãy chia sẻ nhiều hơn nữa, quan tâm nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn cô với lại em đã tham gia chương trình. Chúc cô thật nhiều sức khỏe. Chúc gia đình hạnh phúc và mãi mãi bình an cô nhé. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng cho cô. Con cũng có phần quà dành cho cô. Dạ đây, đây là Natto Enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, em xin tặng chị là Natto Gen giải độc gan và tăng cường chức năng gan.